Hi, xin chào tất cả anh em yêu thích game bắt chiến. Thì trong video trước thì mình cũng đã review về cái tầm bão của cái game này rồi. Thì trong video này mình sẽ nhận những cái mốc nạp và cái mốc trên cái web shop mà anh em có thể giúp anh em tăng lượt nhiều lượt chiến nha, để xem cái mốc nạp nó sẽ tăng được cái gì. Rồi bây giờ mình sẽ ra web nha em. Web thì anh em vào bắt chiến 3d.com. rồi ở đây nó sẽ có hai phần, một là phần tích nạp, hai là phần web shop đó. Thì anh em cũng nhìn thấy nè, đó ba cái mốc nạp. Rồi thì mình sẽ cái mốc này là mốc 50k nha anh em, 100k nha nè. Đó để coi anh em nhìn thấy phần thưởng nè, 20k để coi. S1 F5 lại nha nè. Đấy nhận rồi anh em ơi. Để xem trong thư có gì không. Đấy, có mới có khác liền nha anh em, có khác liền nha. Để coi một cục vàng phá. Còn phá này nhiêu đây cũng chẳng biết luôn. Cọ kỵ nói chung là ngon lành nha anh em. Ở đây bạc thang văn đan gì không biết luôn, thuộc tính đan hợp quà. Đã rồi anh em ơi, nói chung là 2 vạn 20k nha anh em. Đấy rồi mình sẽ nhận cho nhanh nha anh em, nhận nhanh trước đi rồi hồi quay trở lại anh em ơi. Đấy đạt mốc rồi. F5 cái anh em, móc 300, không có móc 400 anh em. Có cái ngoéo 500 thôi chứ không có cái ngoéo 400. Đấy xong nha. Rồi mình sẽ quay trở lại game. Đó coi như cái thằng này là xong rồi nha anh em. Web shop thì xong rồi, bây giờ cho nó sẽ còn một cái phần shop nữa nè. Thì trong cái shop này thì anh em nhìn thấy nè, nó sẽ bán những cái thánh hiền quân chương. Thánh hiền quân chương sao mình cũng không biết một cái giá nữa anh em. Để coi trạng thái hả. Ôi nhắn nhầm đó anh em ơi. 5 cao su nha nè, 5 cao su. F5 lại cái. À là sao ta? À chắc mình nghĩ đây là cái mốc nha nè. Đây là cái mốc cho nên là anh em có thể mua nè. Mốc này khá cao nha nè. Tôi coi cái mốc cao nhất của nó là nhiêu. Ở đây là 7 viên cao cấp công kích ngự hồn, 7 viên cừ lăng tinh phách. Có thằng thú mở rộng. À cái thẻ thằng thú là ngon nha nè. Để coi mình sẽ mua cái thẻ thằng thú trước. Đấy ok. Rồi ép. Đây cái nữa đi anh em. Nói chung là cái shop này thì anh em muốn mua cái gì thì anh em mua anh em ơi. Đấy. Mở rộng thằng thú nè. Đang thằng thú hình như level 300 hay 350 thì mình cũng không nhớ, nhưng chắc là 350 quá. 350 hoặc 370. Thì mấy cái này ví dụ như hỗn nguyên vô cực 50 cao su. Ví dụ như anh em cần mua cái nào thì anh em nhìn vô cái tên nha anh em, nhìn vô cái tên anh em mua nha. Chứ không phải mà muốn mua nhiêu mua nha anh em, tùy thuộc anh em. Đó. Quân chương này là cái gì đây ta? Rồi bây giờ mình sẽ quay trở lại game để xem anh em ơi. Coi quân chương này là cái gì mới biết được. Đây để coi thẻ mở rộng thằng thú này nè, có một cái nè. Đấy. Thẻ mở rộng thằng thú này thì mình nghĩ chắc tạm thời chưa dùng được đâu anh em ơi. Mở rộng là như có ba cái bốn cái gì đó đúng không, ba cái bốn cái gì thì anh em có thể là mở được một con thằng thú. Để mình chỉnh lại cái này coi nó đưa lên không anh em. Lúc nãy thì tầm bão thì anh em cũng thấy rồi đó, video trước mình đã tầm bão hết vàng luôn, ở đây mới có một cái anh em. Tính năng chưa mở level, đúng là level 350 anh em. Cho nên là có những cái anh em có thể là mua, mình thiếu cái gì anh em hả lên shop anh em mua nha. Ví dụ anh em thiếu cái gì anh em hả lên shop mua. Để coi lúc nãy mình có mua cái vật phẩm ở đây là vật phẩm gì. Đây là thánh hiền quân chương. Đấy thu hoạch. Để coi có cái gì nha nè. Mình cũng không biết nữa, nhưng mà
mình nạp vô thì để xem mấy cái này cái gì đó mình làm clip luôn anh em ơi. Trước cũng dùng mà sau cũng dùng, thì nó rẻ thì dùng trước dùng sau cũng vậy thôi. Ủa đâu bà ta, cái màu nó tiệp quá anh em ơi, nhìn không phân biệt được như đây gì đó. Dũng sĩ quân chương à, không phải anh em ơi, đây à, đúng rồi trắng ma trở lên hả. Cái này là phải, nói chung là như là cấp bao nhiêu đó anh em, nó lên tới đỏ hay cam gì đó anh em ơi. Đó thì nói chung là mấy cái shop này thì anh em có thể có cái gì thì anh em mua cái đó nha. Bác chặn đồ để coi, Việt Hương kiếm đây, để coi cái nào thiếu thì anh em có thể mua nha anh em. Hòa Thị Bích, nói chung là mấy cái này á thì tạm thời ở level mình thì nó chưa có mở anh em ơi, nhưng mà sau này anh em nhớ nè, đây là những cái shop này anh em có thể mua. Ví dụ như shop mà thằng thú mở rộng anh em thấy không, đó là level 350 rồi, đang đỏ thì chọn là đang gì cái này xem thì xem không được nha nè, do xem không được mình cũng không biết, nhưng mà tới từng đó thì anh em có thể mở cái game ra đó, mở cái game những cái vật phẩm đó nó có cái tên thì anh em nhìn vô đây nha. Phi thiên án thì mình cũng chưa có dùng tới luôn nè. Lớn Phước Cung để mua thử một cái nè, không biết còn vàng để mua không biết. Cấp 5 cái này tính anh em ơi, còn 220. Ồ, cũng rẻ thế. Cứ coi để mình mua thử cái Việt Hương kiếm này nè, lỡ anh em nào có cần tới cái Việt Hương kiếm này cứ nhìn vô là biết liền anh em. Rồi mình sẽ quay trở lại game nha. Đó, nói chung là cái gì đây, Lớn Phước Cung đó, mà mình nhận cái cung lớn này thử nha anh em. Đây, từ từ, không có gì hết, cái nó nằm ở dưới rồi anh em, không có nằm lên trên đâu. Đây đó, trời ơi, cấp đỉnh phong 80 anh em ơi. Cho nên rồi như vậy thì nó sẽ có hai cái shop, một là cái anh em cái tích, phần tích nạp á, cái phần tích nạp thì anh em nạp bao nhiêu thì anh em nhận bấy nhiêu nha. Đó, cái gì đây, trân quý, để coi anh em thấy cái màu cam cam cũng phái anh em. Việt Hương kiếm cha nội rồi, lên 18 đỉnh vòng 80 cũng được anh em ơi. Rồi thì anh em cũng đã nhìn thấy cái những cái shop có những cái á, có những cái thì anh em sẽ mua được nha, có điều kiện thì anh em sẽ mua được, còn có những cái lên chưa đủ level thì mua cũng chưa dùng tới, anh em cũng không gấp nha. Thì bây giờ tạm thời ở đây mình sẽ có những cái vị cái gì đây, mình là 15 vạn nè, đấy 15 vạn nè, đó là 15 vạn có nghĩa là như 150.000 đúng không, để mình lấy lại một cái nè, đó dùng. Ồ, đang thuộc tính nè, để đây đi, cái này từ từ tính sau nha, như có ai cha trời ơi anh em ơi, rồi quá trời rồi anh em ơi, để đây đi chút xíu rồi tăng lực chiến sướng luôn, một viên là 56k lực chiến không nha anh em, 10 viên là 60k, 100 viên là cũng là thôi là phê nha anh em, nói chung là phê, mình nhận hết luôn đi anh em ơi. Để coi cái này bao nhiêu ở đây, truyền kỳ vũ khí à, chiến sĩ cung thủ đấy, nói chung là nói chung là những cái gói cái móc nạp của anh em còn ngon hơn là những cái phần quà mà ngon hơn kim nguyên bảo nữa nha anh em, cho nên là quan trọng là cái móc nạp thôi, truyền kỳ chi thạch nó. Bây giờ để coi mình nhận phải từ từ, 5 vạn là 50 đó nghe nè, 5 vạn là 50k kim nguyên bảo đó nha, không phải giỡn đâu. Để coi tiếp theo, 2 vạn là 20 nè, đó rồi mình lấy cho sạch luôn đi anh em, lấy cho hết luôn đi anh em ơi. Đó rồi, để thư vậy đi, lấy mấy cái viên đan này từ từ tính sau anh em ơi.
cái đan này á thì cái gì mình mạnh mình hãy năng hay mình hãy lấy nó nha anh, chứ không full thì thôi. Nhưng mà cái nói chung là cái thuộc tính nào á, cái của anh em mạnh á thì lực kiến cao anh em hãy sử dụng nó nha. Đó, ở đây thì nó sẽ có ba cái nè, một là cung, hai là trượng, ba là đao. Thì anh em nhìn thấy nó sẽ có cái tên riêng nha anh em, mình anh em lựa chọn cái nào thì anh em chọn nha. Đấy, một cái cung bậc chính đấy, ngon lành chưa, một món bậc chính. Mình là cung mà đúng không? Đây, một cây cung hèn chi. Đây. Ủa, một sao hả? Nói chung là trang bị bậc chính anh em ơi, trang bị bậc chính mình thử đâu là cái trang bị, à cái trang bị này hình như là cái trang bị 3 sao á nha. Cái trang bị này hình như 3 sao mà nó chuẩn bị lên hồng anh em ơi. Mình cũng không biết level của nó mang được chưa. Phi vũ 3 chưa mang được anh em ơi. Theo như mình biết hình như là cái thằng này là cái trang bị, tại vì anh sao? Tại vì á là nó, cái thứ nhất á, đây là quan trọng là cái này nha anh em, hình như là cái món này là cái món 3 sao rồi ghép lên 3 món 3 sao mới lên cái này hay gì đó anh em ơi. Mình nhớ mãi mãi ở game trước là vậy đó. Còn trong cái phần này thì mình cũng không biết nè, trong phần này để coi. Mặc dù nó hai dòng thuộc tính nè, nhưng mà anh em vậy nè, có nghĩa là khi anh em level càng cao, anh em càng cao á thì cái này nó sẽ tăng theo càng cao nha. Đấy, nói chung là giờ cũng tạm thời chưa được anh em, nhưng mà cái cây này nó sẽ ngon hơn là cái cây chính bình thường. Anh em nhìn thấy là cái tổn thương gia tăng của nó tới 22k nè. Còn ở những cái phần khác thì không nói rồi, khảm thì không nói nha anh em. Cái phần khảm thì chưa, bảo thạch thì tại mình chưa mang lên thì chưa được anh em ơi. Nói thì tạm thời kho, mình sẽ bỏ vô kho đi. Đó, cái nào mình chưa sử dụng được thì mình để vậy đi anh em ơi. Đó. Rồi. Nó nhặt, nó đánh tùm lum hết trơn anh em, dừng lại đi anh em ơi. Để mình bỏ một mớ vô xô bang cho mình lấy cái điểm bang chứ không gì hết. Rồi mình sẽ sử dụng mấy cái viên đan nha anh em, sử dụng mấy cái viên đan sao. Đấy, mình cứ bỏ vô đi. Bỏ vô là mình có cái điểm kho chứ không gì hết anh em ơi. Có trang bị cam nãy ăn boss anh em. Ăn boss ra trang bị cam luôn, trang bị đỏ luôn anh em ơi. Không phải của phái nha. Phái mình thì không nói rồi, phái mình có mấy cái cam mình bỏ vô hết đi anh em. Rồi, nhiêu đầy đủ rồi anh em ơi. Còn lại thì tách cho nó gọn chứ không gì hết á. Đấy. Đây đang gì đây? Nè, dùng. Ví dụ như ở đây nè, đó. Cái mấy cái viên lúc nãy là ở đây nè anh em. Đó. Để coi 18 viên thì được 17k, 15 viên. 25k, đây 2 viên. Đó, 2 viên được 4k. Ở đây anh em xem cái do cái thằng binh này á, của mình á, lực chiến nó khá là thấp cho nên là mình sử dụng cái viên này nó chỉ tăng có tầm 4k thôi nha anh em. Nhưng mà nó nằm ở cái ví dụ như ở cái tọa kỵ này, ví dụ tọa kỵ này anh em nhìn thấy nè. Thì anh em nhìn thấy tọa kỵ của mình nó gần full rồi, nó gần full cho nên lực chiến nó rất là cao. Nếu mình đổi viên này ra anh em thì anh em nhìn thấy nè, tăng 200 công kích và thuộc tính là tăng thêm là 2%, cho nên mình sẽ đổi cái viên này nha. Kỳ lân tinh phách. Cánh này á thì anh em nhìn thấy nè. Cánh này thì nó cũng tăng, cũng lực công kích cũng như nhau thôi, nhưng mà tổng cái lực chiến của cái cánh nó thấp hơn, cho nên là nó khi nó cộng vô phần trăm nó sẽ thấp hơn nha, 28k. Đây thì không có, đây coi. Đây chỉ năng thôi anh em. Đó. Rồi, mình sẽ đổi cái viên của, không biết cái này được bao nhiêu ta, để mình ghép rồi nè. Biến thăng ô đình phương đẹp với ta, quá đã luôn anh em. Muốn 13k, muốn full tính năng luôn á anh em. Ô đình phương quay trưởng đẹp chưa đấy trời ạ. Nó nhìn cái con này muốn chảy nước miếng luôn anh em ơi, ghê chưa đấy. Còn nữa không ta? Hết rồi à? Để coi vô đây là có gì để tăng sao, tăng gì không? À, 22k.
2k đây coi, 14k. Ôi một viên, ở sao cái con này nó tăng sao lại thua cái con đỏ này hết à? Cái con này thấy nó dữ hơn anh em đấy, con này nó đang mang, con này là biến thăng nha anh em, cái này là biến thăng nha. Đây biến thăng là ở đây này anh em nhìn thấy. Ồ nó lên con phượng hoàng rồi nè anh em ơi, nó có phượng hoàng nó đeo nè anh em ơi. Ở sao mình chưa có ta? Ơ sao mình vẫn còn biến thăng con này ta? Chỉnh lại anh em, chỉnh lại coi. Đó đây mới đúng nha. Rồi nó tắt rồi đó anh em ơi. Ôi sao nó lại có con phượng hoàng ta, mình không có ha. Đi ra đi, đứng xa xa ngoài đây đi anh em ơi, để coi tiếp tục vô túi anh em. Phần thưởng thì cũng im lắm, từ từ, cái gì cũng phải từ từ anh em. Đây 16 con này đấy, con cơ giáp nè, để coi 16 mảnh là 16 con luôn hay sao anh em, 16 con hay gì á. Để vô đây xem coi. Đúng rồi, đúng rồi, như vậy là nó đã nhận rồi đó anh em, 16 con luôn, mặc sức mà kích hoạt anh em ơi. Ở đây không có phần trăm nha anh em, mặc dù con rồng này không có phần trăm đấy. 22k, 22k. Đây con chim phụng, không lẽ nó kích hoạt luôn ta. Ở đây thằng công kích cộng 25, ở đây công kích cũng như nhau thôi, mấy cái này cũng như nhau thôi anh em ơi. Chà mỗi tay dữ nha anh em, cái này là hơi bị mỗi tay luôn nha. Ở đây kỹ năng, để coi kỹ năng của nó tăng gì. À nó kỹ năng gì nó tăng thì nó cũng không tăng về phần trăm nha anh em. Năm trăm viên á, phỉnh. Cái đàn này không mua được nha nè. 48 49, chà hơi bị lâu nha anh em. Đấy ba đào hoàng kiếm, mỗi lần có 400 mấy anh em ơi, nó cộng có 432 thôi. Rồi để coi tới sủng coi nè, sủng chắc vô trong cộng này. Rồi tiếp tục anh em ơi, nó không, mình không có năng đâu nè. Đây nè còn nè anh em ơi, nó còn đây nè, mình cũng không biết sử dụng sao luôn, như nó thừa, nó thừa, không biết mình có bán được không ta. Này có bán không ta? Không có anh em ơi, không bán được. Ê coi anh em, ra coi coi có bán được hay không, từ từ nha. Không được cái này à, nó phá mà, quên. Có mấy cái viên này thì bán được nha anh em, mấy cái viên này thì bán được. Cái này tầm bảo anh em ơi. Ủa, nếu mấy cái này nó tăng lên sao ta? Thừa. Đúng là mấy cái này nó, phần thưởng này thừa anh em ơi. Đấy. Để coi. À cái này mới cưỡi nè. Đấy nói chung là lên con chim rồi đó anh em ơi. Ủa sao mà nó không có phần kích hoạt ta, nó không có, nó không có phần tăng sao ha. Ở đây nó không có tăng sao, nó tăng sao bằng đan thôi chứ nó cũng không có tăng sao bằng cái con chim anh em ơi. Rồi kệ nó đi, dù sao có cũng đỡ hơn không anh em ơi. Rồi tiếp tục để coi còn cái gì nữa đây. 500k đó nha anh em, 500k không phải giỡn đâu. Để coi truyền kỳ hình như là cái này chưa sử dụng được hay gì anh em ơi. À đạt cấp 300, đổi phái hệ thống tẩy điện. À, cái điểm nói chung là tẩy điện cái điểm chuyển phái thôi, không gì hết. Đó đây có năm cái hiếm này là gì đây, truyền kỳ vũ khí. À truyền kỳ vũ khí hình như là cái này nó cũng thừa anh em ơi. Mà đợi, mình đợi tới mình ghép rồi con em. Ví dụ như mình sẽ sử dụng cái này á, mình sử dụng cái vũ khí truyền thừa này, mình có thể ghép trang bị sau anh em.
để xem ghép trang bị sau thì nó có từ vũ khí ra hay không. Mình nghĩ chắc được nha, tại cái thằng này giống như cái trang bị ba sao gửi vậy đó anh em ơi, mà giống như trang bị ba sao gửi đây nè anh em, 350k nè anh em, ghê chưa. Đấy hồi nãy mình có nhiêu ta, như là mình nội là cái phần thưởng nạp thôi là cũng đã nhiều vàng rồi anh em ơi, cái phần thưởng nạp thôi là đã nhiều vàng rồi. Coi tới cái này đó thì mình sẽ dùng nha anh em, đó cái này là nhiều lượt chiến nhất nè. Mình sẽ đổi một cái đấy, mình sẽ đổi mỗi thứ một cái cho anh em nhìn thấy nha. Đấy cái thứ ba nè, nhìn thấy rất là dễ anh em ơi. Đó viên thứ tư nè, rồi cái viên thứ sáu á, cái viên thứ sáu mình ở đây được hai viên tại vì nó có một thuộc tính anh em đấy, nhưng mà mỗi một phát đổi được hai viên rồi. Để mình xin vào trong kỹ mình xem nha. Đó mình sẽ từ dưới đi lên nè anh em, nhìn thấy hai viên tăng 8k, một viên tăng 6k4. Cái pháp bảo này nó cũng không có nhiều điểm bằng cánh sụp, bằng sủng, nó sủng là nhiều nha, sủng là khá nhiều nha. Đấy 8k1 là anh em thấy không, 8k1, cánh thì cũng không bằng luôn, 7k, sủng là chắc là mạnh nhất. Cái dấu cộng 1 là một viên nha anh em, chứ anh em nhìn số 2 nha. Đấy 8k2 đó, thì mình sẽ ưu tiên mình đổi sủng cũng được, đổi cánh cũng được anh em ơi. Đổi cánh thì anh em nhìn thấy nè, công kích để coi 2606 44 tầm khoảng 38 điểm công kích đúng không, 38 điểm công kích. Còn sủng các anh em, sủng thì công kích là 4609. À nếu anh em đổi ra điểm này thì nó tăng cũng khá nhiều nha. Đấy, đổi sủng này thì nó tăng cũng khá là nhiều, đổi đang sủng là tăng nhiều nha anh em. Đấy rồi 46 là nó gần 90 điểm công đó anh em. Đổi đang sủng cũng được. Đổi đang sủng thì ít được chiến hơn nhưng mà công nó sẽ nhiều hơn nha anh em. Anh em nào muốn ưu tiên lên công thì đổi sủng cũng được, hoặc đổi cái đang đột kỵ cũng được. 190 viên nè. Ví dụ như anh em đổi đang sủng này, đang sủng đâu ta? Phù điêu đan, tự nhiên mình không nhớ cái viên này tên gì, thôi mình đổi cái này đi, 90 đấy. Rồi mình vô đây mình xem lại anh em ơi, để coi 90 cái viên này nè, cái viên sủng là cái tên gì ta, Long Linh Hồn Thạch. 90 viên anh em coi bao nhiêu lực chiến nha. Thì 8k2 10 viên thì 82, 100 viên thì 800 mấy đó anh em, tầm khoảng là 700 mấy. Ê, trời ơi, 1.600.000 luôn anh em ơi. Ủa sao mình tính sao vậy ta? Ôi trời, 4 triệu được kiếm luôn anh em ơi, linh quá dữ anh em ơi. Trời à. À ghê chưa? Đẩy một phát lên 4 triệu luôn anh em ơi. Đúng là vô cái móc nạp để coi bài xếp hạng coi anh em có khác gì chưa. Đây nó 15 triệu, 16 triệu. Ô, quất một phát lên 4 triệu luôn anh em ơi. quá phê. Mình nghĩ có một số anh em ở trong đây người ta không biết cách đổi đâu anh em, không biết cách đổi, nạp nhiều mà không biết cách đổi, không chịu đổi ra đó. Rồi tiếp tục. À mình sẽ lấy công anh em. À, để coi. Cái viên này à, mình sẽ đổi, mình sẽ không ưu tiên về lực chiến mà mình ưu tiên về điểm công nha anh em. Đấy, 100 viên đúng không? 100 viên. Phơi chưa? Đây cái viên này đúng không anh em? Long Tinh Hồn Thạch, Long Linh Hồn Thạch. Đấy. Còn nhiêu ta? 100. Kha, để coi. Nhiều lượt chiến vậy nè, chắc nó ít hơn, mình nghĩ nó ít hơn, nhưng 100 viên cũng vẫn ít thôi, để coi. À ui, có cái gì sai anh em ơi, sao bị tao. Đúng rồi, nó hơn có chục viên, nó hơn có 8 viên chứ nhiều ta, mà sao nó cũng nhiều lượt chiến kinh dị vậy ta. Ủa à, cái này là tăng cấp anh em ơi.
cũng may là công nó vẫn còn yên nguyên anh em. Ôi mình nhìn nhầm anh em ơi, nhìn nhầm cái chỗ này á, là mình ví dụ mình tự động mình tăng cái này lên á là cái này nó mới tăng theo nghe nè. À mình quên anh em ơi, mình nhìn nhầm, còn cái này là trực tiếp trong viên đan nó đã có sẵn rồi anh em ơi. Đó kha kha, lực chiến của ta bây giờ đã vào hạng 6 triệu rồi. Hồi tối này tao bị các ngươi đánh đúng không, hồi tối này tao bị anh em đánh quá trời luôn. Bây giờ anh em vô đây, anh em vô đây đấy, bây giờ anh em vô đây, đang còn 350k vàng, 350k vàng nằm 6 triệu đang ở top 3 nha anh em. Đấy bây giờ vô đây anh em không nhận, anh em không biết, anh em không nhận là chết cái chịu nha, mình không có nói nhiều đâu. Đấy rồi im rù anh em, quá phê luôn rồi, bây giờ muốn bị đánh cũng đánh không được nữa. Nó bây giờ mình vô mà ăn, ăn boss cái đây, ăn con to tí xíu mới chịu, chứ ăn con bé là không chịu luôn nha nè. Vô lên VIP 6 được 25 lần luôn nè. Vô nói chung là vô đây thử xịt với con này đi rồi tính nè. Ăn mấy con này á, ăn mấy con boss này để vô đây, chủ yếu là mình không mua thì mình không nói mua anh em, không nói mua, nhưng mà mình sẽ lấy những cái viên cam anh em. Vậy anh em không có viên cam thì anh em cũng không úp lên bộ cam được đâu, cũng chỉ úp bộ tím thôi, mình cũng chưa úp bộ nữa. Mình mà lên cái này, mình lên level 300 là mình 300 cao vàng, mình tầm bảo lấy đồ rồi phê rồi anh em. Đấy trời ơi anh em nhìn thấy đam to quýnh nó nhanh khủng khiếp luôn, mặc dù là level thấp hơn nè. Rồi hiện tại cái chỉ số của mình là bao nhiêu rồi nha, chỉ số của mình đang công, ê trời à, hoặc công 253.000 anh em ơi, đánh ra 253.000 cho đến 266.000 rồi. Rồi kiểu này là không sợ nữa anh em ơi. Đấy đó, một cái điều này nữa là cực kỳ hay luôn anh em, khi mình có vàng rồi á là anh em lên tỷ lệ bạo kích hết cho mình. Mà lên tỷ lệ bạo kích như thế nào, đây là mua đá luôn, mình mua đá luôn anh em. Đấy vô cảm nè, tỷ lệ bạo kích phải không, đây là cái mình tính anh em. Đấy một viên nó sẽ được tặng thêm một tỷ lệ bạo kích 13k vàng đấy chưa anh em. Lên tiếp tục ở đây bật 4 đúng không, 5 nè, 6 nè, cái gì ta thiếu chứ, vàng ta thiếu ít nè, 7 nè, 7 cái gì sở hướng phi Mỹ tôn hiệu, lên cái nữa đi nè, cái cũng hơi bị tiếc nha nè, hơi bị tiếc vàng nha nè, để coi còn nhiêu nữa đây. Đấy 340 rồi đúng không, mặc dù không bao nhiêu, nó không tăng bao nhiêu anh em, nhưng mà cái chỉ số của mình đánh ra bộ kích rất là cao nha. Đấy trời ơi, quốc có mấy phát thôi mà nó đã tốn hết 50k vàng thì tốn quá trời tốn anh em ơi. Rồi để coi cái tỷ lệ bạo kích của mình đã là nhiêu, anh em nhìn thấy nè, đó anh em thấy anh đấy mấy cái chữ bạo kích đó anh em ơi, tăng liên tục đó anh em thấy không, mười mấy tới 2 triệu máu luôn đúng không, tỷ lệ bạo kích khá là cao. Tôi coi hiện tại mình tỷ lệ bạo kích của mình là nhiêu rồi anh em, ở đây thì xem hình như nó không được hết hay sao á. Thuộc tính đặc biệt đây, bạo kích mới có 19% anh em ơi, tỷ lệ bạo kích mới có 19% thôi. Đấy một hồi á mình sẽ, anh em biết không, một hồi mình sẽ đi phó bản này anh em, đang chủ yếu mình cố gắng mình vượt qua tầng 15 luôn. Đây cái phó bản này vượt qua tầng 56 luôn nha anh em, vượt qua tầng 56 luôn để mình có thể ghép được nha anh em.
Ăn bot quá khỏe anh em ơi. Nói chung là giờ ăn con 304 này cũng chưa thấy gì hết trơn. Chưa có thấy gì gọi là miếng xi nhê nào. Đấy, ngon chưa? Trang bị lên nè, 12k lực chiến 6 đúng không? Đấy, ta bây giờ đấy mình có cây ngựa được rồi. Đấy, ở sao con chim mình xấu vậy ta? Ôi con chim mình xấu bỏ mẹ luôn. Đó anh em ơi, anh em nhìn thấy không? 306 đánh con 306 giờ chưa có xi nhê gì hết trơn anh em, nó hơn mình gần 100 level mà đánh quá khỏe luôn, làm sao mà nó đụng vô mình nổi anh em ơi. Ăn 308 lạng quạng được luôn nha anh em. Còn 10 phút. À bây giờ mình sẽ biến thằng thử coi nè. Đó, em sinh của mình đã bước ra rồi kìa. Bắn kìa, ghê chưa anh em? Quá dữ luôn. Đấy, anh em thấy đã chưa? Phê chưa? Em sinh của mình đã hóa thằng ra rồi đấy. Nó nhìn thấy cái tướng đã hết biết anh em ơi. Đấy, muốn bot muốn chết rồi. Để xong rồi mình xong lên con 308 mình đánh thử coi anh em. Đánh kiểu này thôi làm sao? Sao mà chịu cho nổi. Ô mình viết 7 rồi anh em ơi. Viết 7 rồi anh em ơi, mình tiêu cái tí xíu mà lên viết 7 rồi, quá dữ luôn anh em ơi, được một viên đá 5. Hai viên đá 5. Ủa? Mình cũng căng dữ nha, không đủ anh em. Ở tục phí này là cái gì ta? Rồi đã nhận ha. Đấy, còn 10% nữa là em ấy đã ra đi. Ôi nạp 500k lên tặng VIP 7 luôn, còn một đống vàng xài chưa hết luôn, mà kia chưa nạp luôn nha anh em. Chỉ cần anh em nạp thôi, anh em lấy mấy cái móc nạp thôi cũng đã chết rồi. Đấy, 2-3 viên đá luôn, để mình chạy lên con 308 thử nè. Thời gian tới 30 giây được mà, thôi chạy lên kịp không? Đánh nó là khỏi nói rồi, ok, xì dây luôn rồi anh em ơi. Ôi 12 giây kịp không ta? Rồi đánh con 400 luôn. Ôi đâu? Chết bà rồi, 6 giây đúng rồi, đánh luôn. Ta đã không phải anh em ơi, bị xua đuổi hay bị giết ta, bị xua đuổi nhá. Hết dây bị xua đuổi anh em ơi, chứ nó chưa giết mình, đánh đến nỗi giết mình nhanh vậy đâu. Thôi bây giờ đam to lắm rồi anh em ơi, đam to của ta là quyết liệt chú đấm rồi. Rồi. Để coi lúc nãy mình nói gì ta. Đây, cái phó bản này mình bị nó đánh như con không đẻ. Vô đây để xem anh em. Tỷ lệ bao kích mình bây giờ mình cũng đã cao lắm rồi. Cái mình thiếu là bây giờ mình thiếu level thôi anh em ơi. Chẳng qua chỉ là thiếu level thôi. Nếu mà level lên cao cao tí xíu nữa là up được chiến khỏi nói rồi nha nè. Anh em nhìn thấy rất căng rồi. Đấy, danh hiệu dùng mày luôn. Ủa chưa dùng được. 4k lực chiến anh em ơi. Ghê chưa? Để coi nó có tặng hoàng phá không ta, mình quên nữa chứ. À hoàng phá thì không có tặng móc anh em ơi. Đấy. Xèo xèo xèo. Ô có trang bị vật 8 này nè, vật 8 của con kiếm con gì. Ủa cái này thừa là sao ta? Không lẽ tách, không lẽ bán. Nói chung là thừa rồi. Tại vì nó không giao dịch được thì chịu thôi à. Đấy. Quá là nhanh luôn anh em ơi. Bây giờ là qua qua đây giết cái này rất là nhanh, đi mấy cái phó bản này là nhanh lắm rồi, cực kỳ luôn.
cái kiểu này là mình qua 56 là chắc ăn luôn rồi đó anh em ơi, qua 56 58 thì là chắc ăn luôn rồi, quá khỏe. Cha nhận nhận mấy con viên đan thôi nè, bởi vì vô cái mức nào mà nhận viên đan không lên mười mấy triệu lượt chiến sao được, đúng không? Ý là mới có nhận đan đó, nóc đan thôi thôi mà đã chết rồi, làm sao? Hai phút mấy là dư sức rồi, này nó đánh mình không chết nổi, làm sao mà chịu nổi. Rồi thì nói chung là cái phần thưởng, cái mốc nạp của nó thì anh em cũng đã nhìn thấy rồi đó anh em ơi, quá trời luôn rồi, nhiều lắm nha, nói chung là xài không hết đâu anh em, tha hồ úp lực chiến anh em ơi. Rồi bye bye, hẹn gặp lại anh em trong video sau nha anh em.